Thưa quý vị, khu vực kinh tế tập thể mà nòng cốt là các hợp tác xã, những năm gần đây đóng vai trò quan trọng trong quá trình chuyển dịch xu hướng thị trường khi nhiều doanh nghiệp vẫn chưa phục hồi hoàn toàn sau 2 năm đại dịch Covid-19. Với những lợi thế và tiềm năng đó, Đà Nẵng đã và đang quan tâm chú trọng nhiều hơn đến phát triển các mô hình hợp tác xã kiểu mới mang tính thích nghi cao. Hợp tác xã chợ Hòa Cường, quận Hải Châu là một trong số các hợp tác xã hoạt động theo Luật Hợp tác xã 2012 kể từ khi thành lập đến nay. Sau 2 năm đại dịch, các tiểu thương là thành viên của hợp tác xã tận dụng chương trình vay vốn để phát triển sản xuất, qua đó vượt qua khó khăn, ổn định đời sống. So với các mô hình kinh doanh cá thể khác, sức chống chịu của hợp tác xã cao hơn rất nhiều. Kết quả này là nhờ vận dụng linh hoạt các chính sách hỗ trợ dành cho hợp tác xã kiểu mới. Hiện nay thì hợp tác xã đang khai thác thì cũng giống như những cái ban quản lý của các chợ đang khai thác thôi, nhưng mà là trong đó là có đặc biệt là về các hoạt động tín dụng và những cái hỗ trợ trực tiếp cho tiểu thương trong cái chuyện phát triển sản xuất kinh doanh. Thì hiện nay thì cái tình hình mà kinh doanh tại chợ của tiểu thương thì cũng gặp rất là nhiều khó khăn do 2 năm dịch bệnh vừa qua, và cái thói quen của khách hàng là thay đổi đi, không hầu như là ít đi chợ truyền thống nữa. Còn đối với các hợp tác xã nông nghiệp trên địa bàn huyện Hòa Vang, kể từ khi chuyển đổi sang hoạt động theo hình thức mới, với việc tăng cường sự tham gia của các thành viên, các hợp tác xã này giờ đây đóng một vai trò quan trọng trong kết nối cung cầu và cung cấp các dịch vụ nông nghiệp khác, có thể hỗ trợ nông dân đạt được năng suất cao hơn, giảm chi phí đầu vào và tăng hiệu quả thị trường. Trước đây thì là có những dịch vụ hợp tác xã quản lý như là dịch vụ cày đất, lòng đất, tưới tiêu, thủy nông. Thì đến hiện nay thì chúng tôi hoạt động của hợp tác xã chúng tôi chủ yếu là liên kết tiêu thụ các sản phẩm do bà con thành viên sản xuất ra. Triển khai đề án lựa chọn, hoàn thiện, nhân rộng mô hình hợp tác xã kiểu mới hiệu quả tại các địa phương trên cả nước giai đoạn 2021-2025 của Thủ tướng Chính phủ. Hiện nay, Liên minh Hợp tác xã Đà Nẵng đang phối hợp với các sở ngành đơn vị thành phố tiếp tục hỗ trợ và tạo điều kiện tốt nhất để các hợp tác xã chuyển đổi hoạt động trong năm nay. Thực hiện cái chủ trương thành lập mới các hợp tác xã mang tính điển hình, thì thành phố chúng ta đã chọn ra khoảng được 5 cái hợp tác xã điển hình. Trong đó có 2 cái hợp tác xã ở lĩnh vực nông nghiệp và 3 cái hợp tác xã ở trong cái lĩnh vực phi nông nghiệp. Thì bố anh thì hiện nay thì trên cơ sở đó thì thành phố cũng như các quận huyện thì đang và Liên minh Hợp tác xã thành phố cũng như các cái sở ban ngành tập trung xây dựng cái đề án cũng như là dồn lực để mà xây dựng 5 cái hợp tác xã kiểu mới này, làm cho nó điển hình, từ đó mà nhân rộng ra trên cái lĩnh vực các cái hợp tác xã của thành phố để người ta học tập cái mô hình này để phát triển cái hợp tác xã. Mô hình hợp tác xã kiểu mới là xu hướng phát triển chung của cả nước, là sản phẩm của kinh tế thị trường và cũng là quan điểm chủ trương xuyên suốt của Đảng và Nhà nước. Vì vậy, phát triển hợp tác xã kiểu mới theo đúng bản chất của tổ chức kinh tế tiến bộ, văn minh, có tính liên kết, thích nghi cao sẽ tạo nền tảng vững chắc cho sự phát triển của khu vực kinh tế tập thể sau này.